tương truyền dùng quan ngoại, có một vị đại hiệp, một mình, một bình rượu, một thanh kiếm, trên miền cát trắng mênh mông, ngoài dòng Dương Pháp, hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi xem ra, ăn cũng khỏe quá chứ. Có biết đây là đâu không? Đại hiệp không nói câu nào, bởi vì thịt quá khô, phải uống kèm ngụm rượu. Đợi ông ta uống rượu xong, nuốt miếng nước bọt mới cất lời. Đừng nhiều lời, mau nộp mạng. Ông ta rút kiếm nhanh như gió, chiêu nào cũng chí mạng. Cho dù đối thủ mạnh cách mấy, chỉ cần một kiếm của ông ta, Đại Mạc Cô Tinh. Ông ta chính là Bách, bình rượu trong tay Bách Lý Vô Ưu. Nếu còn kẻ thù thì sẽ chặt, xoẹt. Một kiều đâm vào sau gáy của ông ta, ông ta liền chết luôn. Câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì? Hành hiệp trượng nghĩa, một phút vui, ngày sau bỏ mạng, biết nơi đâu. Không có chuyện gì thì ngươi đừng có ra chốn giang hồ, cứ ở nhà rèn sắt, lấy vợ sinh con, thế mới là chánh đạo, cô biết chưa? Còn nữa, đây là lần thứ 103 ông già kể chuyện Bách Lý Vô Ưu. Đây cũng là lần thứ 103 Bách Lý Vô Ưu chết. Ban đầu câu chuyện còn trầm bổng lên xuống, nhưng mà sau đó giang hồ người đông thế mạnh thì gọi gì là anh hùng hảo hán chứ. Có giỏi thì đấu ta đôi cùng ta, xông lên thiết đầu. À phải rồi, người chết còn có cả thiết đầu tùy tùng của Bách Lý Đại Hiệp. Nhưng mà tôi không tin Bách Lý Đại Hiệp đã chết, bởi vì đó là giang hồ trong mắt của ông già. Còn giang hồ đối với tôi chính là... Đây chính là giang hồ của tiểu thợ rèn. Tiểu thợ rèn, đám con mắt lần trước nói với cậu, bao giờ cậu mới có thời gian? Đi thôi, hôm nay đi coi mắt cùng tôi, hôm khác đi, tôi còn có chuyện gấp. Tiểu thợ rèn, con dao này ngươi rèn không tốt. Ta còn có chuyện gấp, ông tìm ông già đi. Xin lỗi nha, đi đường phải nhìn chứ. Trên đất viết cái gì vậy? Tam thúc công, ông lại dắt dê đi dạo à? Tiểu thợ rèn, mau qua đây, mau lên, giúp ta một tay, tới ngay. Nào, để ta giúp. Cảm ơn nha, không có gì. Cà rốt đây, mời qua xem. Tiểu thợ rèn, huynh kể cho bọn ta nghe chuyện Bách Lý Vô Ưu đi. Lần sau nha, hôm nay còn có chuyện gấp. Con mèo nhà nhị thẩm lại mất rồi, cho ta một củ. Tiểu thợ rèn, ngươi làm gì vậy? Này, A Bảo, cho mày. Ăn đi. Tiểu thợ rèn, huynh đi đâu vậy? Giang hồ. Cái bô này, cái gọi là ấp ủ khao khát xông pha giang hồ, nhưng phải sống cuộc sống đổ bô, chính là tại hạ. Lại nói buổi sáng tỉnh dậy tinh thần khoan khoái, ôm cái bô ra khỏi nhà xí, cũng chính là tại hạ. Mỗi lần đi đổ bô tôi đều tới đây. Ông già là kẻ kỳ quái, suốt ngày nhắc tới giang hồ, lại không chịu cho tôi xông pha giang hồ. Chỗ này chính là nơi cách nhà tôi xa nhất. Có lẽ cũng là gần với giang hồ nhất.
Đại đương đầu thật lợi hại. Nói cho hắn nghe, thánh thượng có chỉ, binh quyền của Hà Gia quân ở quan ngoại thu lại về cho Tây Xưởng. Chủ nhân nhà ngươi không chịu giao binh phù, đã bị tịch thu tài sản, giết sạch cả nhà. Trừ khi ngươi cũng muốn kháng chỉ. Thánh chỉ là do ngươi tự giết có đúng không? Là do ta giết. Thế thì đã sao? Tất Trung Quốc, ngươi muốn nắm được binh quyền vẫn còn thiếu một thứ. Ta khinh. Thật không ngờ lại để cho con dung dế nhãi nhép này làm dơ bẩn báu vật quý giá nhất của ta. Sau này thuộc hạ chắc chắn sẽ bảo vệ chu toàn báu vật của đại đương đầu. Đồ vô dụng. Truyền lời của ta cho đám giang hồ nhãi nhép kia. Cho dù là môn phái nào, chỉ cần có thể giành được binh phù, ta đều sẽ trọng thưởng cho. Dạ. Lần trước nói đến Bách Lý Đại Hiệp xông thẳng vào Diêm Vương trại, vừa bắt đầu liền xuất chiêu Đại Mạc Cô Tinh. Một mình Đại Hiệp đã giết chết 5 tên ác nhân sa mạc. Từ đó quy danh vang dội khắp giang hồ. Không đúng, không đúng. Ta nghe lão thợ rèn nói ông ta chết rồi, bị những kẻ xấu giết chết rồi. Đúng. Đừng nghe ông già nói bậy. Đại Hiệp không bao giờ chết. Nhưng mà một mình đánh nhiều người như vậy, sao có thể thắng được? Đúng. Đó là vì Đại Hiệp hét lớn muốn quyết đấu mà. Một chọi một. Quyết định dụ trẻ lên ba sao? Ông ta sao có thể nói quyết đấu là quyết đấu chứ? Cái này đệ không hiểu. Tuy rằng mấy tên thổ phỉ ở Diêm Vương trại là hắc đạo, nhưng mà hắc đạo cũng có quy tắc của hắc đạo, đúng không? Ông ấy hét lên muốn quyết đấu thì buộc phải chấp nhận. Lại nữa rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi nào, đi chơi thôi. Cháu à, đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đúng. Sư phụ ngươi không cho ngươi ra ngoài. Xem cơ thể ngươi cường tráng như vậy, chúng ta không thể lãng phí, có đúng không? Đây là hai vị bá bá điên khùng của tôi, Thần Y và Dược Dương. Đây là lần thứ 105 họ lấy tôi để thử thuốc. Có chút tác dụng phụ, có thể khiến ngươi tâm thần rối loạn, không biết trên dưới trái phải. Lúc này nhất định phải cẩn thận. Đồ nướng. Ta bảo này nhị đệ, ngươi chỉ biết đồ ăn thôi. Nào qua đây, qua đây giúp ta. Nào, trước tiên phải cho cháu ta thư giãn một chút. Rắc hành, rắc hành. Nhưng mà uống xong thuốc này tuyệt đối không được uống rượu, không thì sẽ rất thê thảm. Rắc hành, rắc hành. Làm cái gì vậy? Ta bảo ngươi cho nó thư giãn thoải mái, đâu có bảo ngươi rắc hành. Uống xong thuốc rồi ăn hành, lát nữa sẽ bị tiêu chảy. Ai nói vậy? Ai mặc dài 7 mét? Ai ăn trộm gà nướng của ngươi? Ai mặc trộm nội y của ngươi? Thử biết bao nhiêu lần, cơ thể tôi từ lâu đã trở thành bách độc bất xâm. Ta không làm, khoan đã. Đại bá, nhị bá, hai người nói xem, rốt cuộc sư phụ đã phiêu bạt giang hồ chưa? Còn nữa, Thiết Đầu bá bá mà ông ấy nhắc tới, rốt cuộc là sao? Sao đột nhiên lại nhắc tới ông ta? Không ngờ ngươi còn có thể nói chuyện rành mạch như vậy. Thêm thuốc, được thôi. Đi đâu vậy? Đến chỗ đại bá nhị bá dán cửa sổ. Mau làm việc. Dạ. Con dao của người giết mổ này thiếu một cái lỗ, ngắn mất nửa phân. Lúc rèn, lực cổ tay phải xuống đều. Động tác rèn sắt phải chuẩn xác. Quá mạnh quá nhẹ đều không được. Đừng suốt ngày ở bên cạnh đập tới đập lui. Sắp bị ngươi đập thành qua rồi. Ta còn giúp ngươi cán đều nó ra. Con biết rồi. Đã theo ta rèn sắt bao nhiêu năm, đến con dao mổ lợn cũng không biết rèn. Chính là vì cách dùng lực của ngươi không chuẩn xác. Có biết chưa? Không phải con không biết rèn dao, nhưng mà con biết dùng dao mà. Eo mượn lực của đùi, tay mượn lực của eo. Sau đó một dao chặt xuống, thịt lợn nào mà không chém đứt chứ. Nhưng mà Bách Lý Vô Ưu thì khác. Một đao chém xuống, ngay cả sắt cũng chém được. Đến cuối cùng vẫn là rắc rắc, phập phập rồi chết. Ai có thể chứng minh ông ấy đã chết? Chuyện này hơn nữa, người trên giang hồ nhiều như vậy, lẽ nào đều chết hết cả rồi sao? Giang hồ, giang hồ.
Ta nói lại một lần nữa với con, Thiết Đầu thúc thúc của con năm đó theo ta phiêu bạt giang hồ là chuyện có thật. Mỗi lần chuyện Bách Lý Vô Ưu không dọa nổi tôi, ông già liền lôi Thiết Đầu ra. Đại loại là nói Thiết Đầu giàu mấy, còn cả 1000 huynh đệ phiêu bạt giang hồ, kết quả Thiết Đầu bị ám hại chết thảm. Nói tóm lại là giang hồ hiểm ác, đừng có xông vào. Bách Lý Vô Ưu, được rồi, con đi đổ bô cho nhị bá. Chết giống hệt Bách Lý Vô Ưu. Rất nhiều năm sau, bọn ta đi tìm hắn, lúc tìm thấy rồi thì ôi trời, biến thành một bộ xương. Vậy phải làm sao, ai cũng đều ấy nấy. Mỗi ngày nếu không phải là giúp hai vị bá bá cùng thử thuốc, thì là cùng ông già rèn sắt đổ bô. Mình thấy cả cuộc đời của mình như vậy là hết rồi. Rốt cuộc bao giờ mới có thể chống Bách Lý đại hiệp? Đêm đi dạng dặm, ngày uống ba giò, giết người không giấu, hành hiệp trượng nghĩa. Đây chính là kiểu cướp bóc rất thịnh hành trên giang hồ sao? Tên mập kia vừa nhìn đã thấy không phải kẻ tốt đẹp. Cô gái xinh đẹp như vậy rơi vào tay kẻ gian thì nguy mất. Không được, mình phải cứu cô ấy. Nhưng mà ông già không chịu cho mình nhúng tay vào chuyện giang hồ. Thôi bỏ đi bỏ đi, chuyện không liên quan tới mình, không liên quan tới mình. Nếu không phải vì ta đang bị thương, thì chỉ dựa vào mấy tên các ngươi. Xử hắn đi, lấy hàng. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Thằng nhãi, dám đánh ông nội ngươi à? Cái gì? Nước tiểu? Cô nương, cô đừng lo. Ngày nào đổ bô, ta cũng đi con đường này. Đã luyện được khinh công, bọn họ đuổi không kịp đâu. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Cô nương à, cô không sao chứ? Yên tâm, chúng ta đi. Chuyện gì vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân, sao lại không giống tưởng tượng của mình vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Cô ta chỉ là một nữ ma đầu. Cô ấy à? Cô ấy là nữ ma đầu, giết người phóng quả, không chừa tội ác nào. Vừa rồi nếu không phải thiếu hiệp ra tay tương trợ, cô ta đã được cứu đi. Không phải chứ, nữ ma đầu. Thiếu hiệp, tôi là... Thiếu hiệp. Không dám, không dám. Quá khen, quá khen. Tráng sĩ, vết thương của ông... Không sao. Dám hỏi cao tánh đại danh của thiếu hiệp. Ông ấy còn hỏi tên của mình. Tôi là Tiểu. Không đúng, thật ra tôi tên là... Thiếu hiệp không muốn nói rõ, tại hạ cũng không ép. Không, không, mượn bình một chút. Không, Tráng, xin một ngụm nước. Không phải, Tráng sĩ. Không phải. Không phải, cái đó. Tôi tên là Lã Tam Tư. Bằng hữu này của ngươi bị thương không nhẹ đâu.
phải tăng thêm thuốc. Hai vị bá bá, hai người nhất định phải cứu vị bằng hữu này. Cứ giao cho chúng ta. Yên tâm đi, ta vừa chế ra một loại thuốc mới. Cứu người thì được, nhưng mà không được thử thuốc. Tam Tư, bằng hữu này là người trong giang hồ à? Cái gì? Không ngờ ngươi lại dám kết giao với người trong giang hồ. Ta không có. Lại còn không. Sư phụ ngươi ghét nhất là ngươi giao du với người trong giang hồ. Ta thật sự không có. Còn dám nói. Không phải ta. Đây là cái gì? Bách Lý Vô Ưu là thần tượng của ta. Thần tượng cái gì? Đi, đi tìm sư phụ của ngươi. Đi nào, khoan đã. Hai người muốn thử thuốc kiểu gì cứ tùy vào hai người. Nhưng mà chỉ có một điều kiện. Người phải sống. Đại bá nhị bá, người nhất định phải còn sống đó. Bên này, bên này. Nhầm rồi, bên này, bên này. Nắm chặt. Cô gái xinh đẹp như vậy rốt cuộc là nữ ma đầu kiểu gì? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Tăng thêm thuốc, không được uống rượu. Tăng thêm thuốc, không được uống rượu. Bánh bao nhà nhị thẩm đúng là thơm. Đại bá nhị bá, ăn thôi. Đã canh mấy rồi chứ? Là hắn ta. Thiếu hiệp coi chừng. Tráng sĩ, ông không sao chứ? Đã giải được độc, nhưng mà cơ thể ta lại càng không được thoải mái nhanh nhẹn nữa. Tráng sĩ à, ông cũng là đại hiệp đúng chứ? Sao có thể nhìn ra được? Rất là giống. Giống cách ăn mặc như vậy. Đây là thần tượng của tôi, Bách Lý Vô Ưu. Chắc chắn ông đã từng nghe qua chiêu đại mạc cô tinh của ông ấy. Nếu như cuộc đời này của tôi được tận mắt nhìn thấy một lần, vậy thì quá đủ rồi. Có một người đêm đi trăm dặm, ngày uống ba giò, giết người không giấu. Thiếu hiệp tuổi còn trẻ mà lại biết chuyện trên giang hồ, có thể làm nên chuyện. Ông Bách Lý Vô Ưu. Bách Lý Vô Ưu, ông chính là Bách Lý. Thiếu hiệp, nơi này có nhiều đồng bọn của nữ ma đầu. Thân phận của ta, cậu biết, ta biết là được. Đừng để người thứ ba biết. Được rồi, được. Tôi biết ngay là đại hiệp chưa chết mà. Bách Lý đại hiệp, hãy kể tôi nghe về chiêu đại mạc cô tinh đi. Thiếu hiệp, ta và cậu gặp nhau chính là duyên phận. Tại hạ có một thỉnh cầu, không biết có được không? Dạ được. Dựa vào đầu óc và chút võ nghệ này của ngươi mà muốn hành tẩu giang hồ à? Đi đi. Đi được mấy bước, ngươi sẽ phập phập mà chết thôi. Người chết đâu phải là con. Người chết là thiết đầu mà. Sao lại? Ngươi nói lại lần nữa xem. Con đã đoán ra từ lâu, sư phụ với thiết đầu huynh đệ của người không tinh thông võ nghệ. Vì vậy vừa mới hành tẩu giang hồ, ông ấy liền chết ngay. Nhưng mà ông già, con nói cho người nghe, Chuyện hành tẩu giang hồ không phải tất cả đều là bi kịch. Giống như Bách Lý Vô Ưu, ông ấy chỉ dựa vào một chiêu đại mạc cô tinh là có thể thiên hạ vô địch không đối thủ. Làm gì có loại võ công nào thiên hạ vô địch không đối thủ chứ? Không có đâu. Cái tên Bách Lý Vô Ưu đó, nếu thật sự hắn giỏi như vậy thì những người đi chung với hắn, sao kẻ thì chết, kẻ thì bị thương chứ? Giang hồ mà, vốn dĩ là có sinh có tử. Dựa vào cái gì con không thể sống sót? Người nói xem. Giang hồ chính là nơi giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương.
Có lúc ngươi còn bị lột da phơi khô, đợi đến lúc họ già sẽ ngâm rượu uống. Giang hồ nó, lúc vào thì là con người, lúc đi thì sẽ lạ. Sẽ lạ. Hứa với ta, lúc quay về ít nhất cũng phải ra hồn người. Thắt lưng đâu? Ngươi có thấy cái mũ của ta không? A Bảo đâu rồi? Hiện nay Tây Xưởng lộng quyền sát hại Hiền Tài. Nữ ma đầu này là tay sai của Tây Xưởng, biết rõ các mật thư của Tây Xưởng. Vốn dĩ trong vòng 3 ngày ta phải đưa nữ ma đầu về Cam Thảo phố. Giờ ta đang bị thương, không tiện đi tiếp. Nhớ kỹ, chỉ đi trong sa mạc, đừng ở trong khách điếm, tránh kẻ xấu mai phục. Đến Cam Thảo phố chờ ta gặp mặt, cùng giao cô ta cho Nghĩa Quân quan ngoại. Tuy Bách Lý Đại Hiệp không ở đây, nhưng mà ta cũng là một thiếu hiệp. Nếu ông ấy đã nhờ ta áp giải cô, thì cô đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, có biết chưa? Từ hôm qua tới giờ nữ ma đầu không nói câu nào, có khi nào là bị câm không? Lẽ nào tán tận lương tâm, tội ác tày trời? Báo ứng rồi. Ông già, tôi phải chứng minh cho ông thấy. Báo cáo, thưa đại đương đầu, binh phù đã xuất hiện, đang đi về hướng Cam Thảo phố. Ta đã nói rồi, đám giang hồ nhãi nhép này, cho chúng một chút lợi lộc, bọn chúng sẽ theo ta ngay. Người trong giang hồ không thể tin được. Có ăn không? Rất là thơm. Muốn ăn thì đừng khách sáo. Nào, cô lại muốn làm gì? Nữ ma đầu, nữ ma đầu, đừng hòng giở trò. Ta chính là Lã thiếu hiệp, đã từng luyện võ. Có cho cô cũng không dám. Nữ ma đầu, A Bảo mày chậm thôi. A Bảo, A Bảo, nhanh lên. A Bảo, nhanh lên. A Bảo, nhanh lên. A Bảo, ta đã nói rồi, khinh công của ta luyện được khi đi đổ bồ, cô chạy không thoát đâu. Gần trong gang tấc.
Nữ ma đầu, bây giờ hối hận rồi chứ? Sao cô lại dám buộc ta và A Bảo? Cô nên cưỡi A Bảo chạy trốn mới phải. Cô làm gì vậy? Còn định quyến rũ ta à? Lã thiếu hiệp ta đây sẽ không. Quên mất không nói cho cô biết, A Bảo nó chỉ biết mỗi cái này thôi. Nào A Bảo, ăn đi. A Bảo, sao mày lại chạy? Đừng chạy A Bảo. A Bảo, A Bảo, A Bảo, sao mày lại ở đây? Còn nữ ma đầu đâu? Đừng xấu hổ, tới đây nào. Tránh ra. Tránh cái gì chứ? Qua đây, tiểu nương tử, vui vẻ cùng bọn ta một chút nào. Vui vẻ đi. Nữ ma đầu, nữ ma đầu, ta đã bảo cô đừng chạy lung tung rồi. Nếu không phải là Lã thiếu hiệp ta tới kịp thời thì cô đã bị đám thổ phỉ bắt cóc về làm áp trại phu nhân rồi, có biết chưa? Cậu muốn lừa ta chứ gì? Lẽ nào đằng sau có rất nhiều thổ phỉ? Chạy, chạy, chạy. Đều tại cô chạy lung tung, hại ta cũng bị bắt luôn. Bị bọn họ bắt, dù gì cũng tốt hơn bị người bắt. Nữ ma đầu, bây giờ cô còn cười được à? Cô thà làm áp trại phu nhân chứ không chịu cùng ta đi gặp nghĩa quân. Rốt cuộc cô đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Các huynh đệ, ta về rồi. Ta trả 20 lượng. 20 lượng. Đại gia, đúng là biết nhìn hàng. Đi. Đại gia, đi thông thả. Nhìn người ta kìa. Ta nói các vị nghe, tuyệt phẩm tới rồi. Là tuyệt phẩm mỹ nhân, con gái nhà lành. Ta nói cho cô nghe, cái này cô nghe không hiểu phải không? Hắn ta dùng tiếng lóng trong bang hội, hắn ta nói là ta là thiếu hiệp. Còn cô, hắn ta nói mặt mũi xấu xí, nhiều tuổi quá, không bán được giá. Còn ta thì khác. Người này nhìn dáng dấp cũng khỏe mạnh. Chỉ là đầu óc có chút không nhanh nhẹn. Ta mà ngốc à? Như vậy nha các vị, 5 văn tiền có được không? 5 văn tiền. Không muốn. 5 văn tiền. Cô ta 20 đồng, còn ta 5 văn tiền. Thêm chút nữa đi, cân nhắc đi mà các vị. Không cần. Như vậy nha các vị, mua 1 tặng 1. Có ai muốn không? Ta mua, ta mua, ta mua. Mọi người suy nghĩ một chút đi. Thêm chút tiền đi. Nóng bỏng như vậy, ta mua rồi. Đại Dương, sao ngài lại đích thân tới đây? Ta nóng lòng. Ngài đừng nóng lòng. Mỹ nhân. Đại Dương, Đại Dương,
Ta chỉ cần 5 văn tiền thôi. 5 văn tiền. Ta thật sự chỉ cần 5 văn tiền thôi. Đại ca, chỉ cần 5 văn tiền thôi. Đại ca, suy nghĩ một chút đi mà. Đại ca, đừng đi. Tiểu nương tử thơm thật, đáng ghét. Đừng như vậy mà. Một cô gái kiên cường khí khái. Hôm nay vui vẻ với đại dương ta nha. Cô thích như vậy à? Đại dương ta cũng thích. Đại dương, ngài không sao chứ? Đại dương nghe ta nói, ngài nóng lòng gì chứ? Lát nữa ta sẽ đi tìm bà hầu già, lấy cho ngài một chút âm dương hòa hợp tán, đảm bảo cô ta sẽ biến thành con cừu non. Đại dương, có thứ tốt như âm dương hòa hợp tán, sao không chịu nói sớm? Ngài vội vàng quá đi, đừng làm lỡ chuyện tốt của đại dương. Ta đi ngay, ta đi ngay. Đại dương ta sốt ruột mà. Nào, đại dương bên này. Tiểu nương tử, đại dương đi rồi sẽ quay lại ngay. Đại dương, ngài đi chậm thôi. Hai người qua đây, lát nữa tìm bà hầu già tới. Trông chừng cô ta cho kỹ. Nào, uống rượu. Cạn, cạn. Tiểu nương tử này không tệ. Đi đâu vậy? Cũng được quá chứ. Đẹp quá đi. Đi đâu vậy? Mau vào trong. Bà hầu già này khá lắm. Hôm nay đại dương có phúc rồi. Nữ ma đầu. Nữ ma đầu. Ta tới cứu cô. Cô còn đá ta như vậy? Đi thôi. Cô làm gì vậy? Ta phải hy sinh tới mức này để cứu cô. Kết quả cô thả đây làm áp đại phu nhân. Đừng làm loạn nữa, đi thôi. Đại dương tới rồi à? Tiểu nương tử. Tiểu nương tử. Đại dương tới rồi đây. Ta nóng lòng quá đi. Đại dương lợi hại quá. Đi thôi. Đuổi theo. Mau lên. Mau. Đứng lại. Bên này. Nào. Đừng để cho hắn chạy mất. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đi thôi, mau lên. Đi thôi. Từ từ, từng bước một. Đi. Đi.
Tao qua đó. Đại Dương, ngài làm sao vậy? Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, quà hợp tán tới rồi. Đại Dương, A Bảo, A Bảo, đi thôi, A Bảo. Ta còn chưa động phòng, ngươi đã theo người khác rồi. Ở đằng kia, mau đuổi theo. Đứng lại, không được chạy. Đại Dương, ngài từ từ thôi, dừng tay. Để đó cho ta. Đại Dương, sống trên giang hồ đều là cướp đoạt mạng sống. Ơn cứu mạng của thiếu hiệp hôm nay, thiếu hiệp nghĩa khí ngút trời. Từ nay trở đi, thiếu hiệp chính là đại ca của ta. Đại ca, có ai không? Thời tiết ở sa mạc đúng là thay đổi thất thường. Để ta xem. Đừng động đậy. Vết thương này của cô, nếu để thêm 2 ngày nữa, e rằng sẽ để lại di chứng, thành què luôn. Sao lại trị thương cho mình? Chẳng phải muốn bắt mình sao? Lúc ta quyết đấu với thổ phỉ, cô có thể âm thầm ra tay, nhưng mà cô không làm. Ta biết thực ra cô vẫn rất quan tâm ta, nhưng mà dù sao cô vẫn là nữ ma đầu. Ta và cô không đội trời chung. Vì vậy, ta không phải là đang quan tâm cô. Ta là người trong giang hồ, không nợ ân tình của người khác. Với lại, ta không thể nào bị cô mê hoặc đâu. Hôm nay suýt chút nữa là làm rơi mày rồi. Ta còn phải mang mày vẹn toàn quay về. Tiểu tử, hãy nhớ, cái này là ngư mượn của ta. Khi trở về, phải mang nó nguyên vẹn trở về. Nếu không, ta đánh gãy chân của ngươi. Dạ được, con sẽ đối xử thật tốt với nó. Ông già,
Đáng lẽ hôm nay ông phải thấy ta quy hoàng cỡ nào. À vậy, cô cười cái gì? Cái này gọi là đạp núi dọa hổ. Là người hay là ma? Ra đây nói chuyện. Ta nói cho đám ma quỷ các ngươi biết, ta chính là thuộc hạ của Bách Lý Đại Hiệp. Không đúng, ta là Đại Hiệp Quỷ Kiến Sâu. Ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ gì hết. Ma không đậu. Đại hiệp ca ca, may nhờ đại hiệp cứu chúng tôi ra khỏi hang ổ thổ phỉ. Ăn đi, chỗ ta vẫn còn. Không những cứu chúng tôi mà còn cho chúng tôi ăn nữa. Đại ân đại đức này không biết lấy gì báo đáp. Đa tạ đại hiệp. Đâu có đâu có, đây là điều nên làm mà. Nào, có lẽ vị này là phu nhân của đại hiệp. Nói gì vậy, đó là áp trại phu nhân được đại hiệp cứu từ trong hang ổ thổ phỉ ra. Áp trại phu nhân? Không, không phải. Cô ấy là nữ tỷ tỷ. Ăn đi. Cũng nhờ có cô. Ta vốn dĩ chỉ là một thợ rèn. Ngươi là thợ rèn, tại sao lại đi áp giải? Nhưng mà bây giờ ta không chỉ là thợ rèn. Đợi ta giao cô cho nghĩa quân, ngăn chặn gian kế của Tây Xưởng, ta sẽ là đại hiệp thật sự. Đại hiệp ca ca, có thể kể cho ta nghe chuyện về Bách Lý Vô Ưu được không? Nào, ngồi yên nha. Mụi coi đi, vị này chính là Bách Lý Vô Ưu. Ông ta hành tẩu giang hồ, từng giúp vô số người. Qua đầm lao sậy, phía trước chính là Tứ Cổ Giao. Sắp tới Cam Thảo Phố rồi, ta sẽ giao cô cho nghĩa quân. Ta giúp cô cởi trói, nhưng mà cô tuyệt đối không được chạy trốn, có biết chưa? Người trong giang hồ bọn ta không thể vong ân phụ nghĩa. Huống hồ ta là Lã Thiếu Hiệp. Đại đương đầu, vừa nãy người đó nói rốt cuộc có thật không? Người giang hồ không tin được. Phía trước là Tứ Cổ Giao, nhưng mà vàng thau lẫn lộn. Hay là chỉ là thủ kiến nhãi nhép mà thôi. Đem hết bản lĩnh ra cho ta. Đại đương đầu, anh minh thần võ. Người nói xem, ngày nào đương gia cũng là lướt trước mặt chúng ta như vậy, ta nhìn thấy mà có chút bức trước trong người. Câu này mà để đương gia nghe thấy, ngươi sẽ bị ăn đòn. Mau bảo quấy lấy roi ra đi. Đương gia của chúng ta là một nhành qua nơi sa mạc, ngươi xứng sao? Người ly biệt không về quê hương,
Vị quan nhân này, ngài từ đâu đến? Gia định đi đâu? Ta không đi đâu hết, lại đến đây tìm miếng ăn. Ta nghe nói Lệ nương cô là một nhành hoa trong sa mạc. Theo ta thấy, hoa còn không đẹp bằng Lệ cô nương. Chạy ngược chạy xuôi chỉ để xin miếng ăn. Quan nhân có thích ăn bánh bao không? Nếu mà là bánh bao ở tứ cổ giao chỗ ta, đừng nói là bước ra khỏi Dương Quan về phía Tây, mà ngay cả gặp Diêm Dương gia rồi cũng sẽ khó quên. Ta còn nghe nói trong quán nhỏ của cô có dấu phượng hoàng. Ta hôm nay muốn đến là để nếm thử. Phượng hoàng thì có, chỉ sợ là ngài không chịu nổi. Cá to thịt nhiều, ta đây đã gặp nhiều rồi, nhưng mà thịt phượng hoàng thì... Ngài đúng là mũi thính. Vậy ngài nói xem, trên người ta chỗ nào là thơm nhất? Thơm, thơm, chỗ này là thơm nhất. Khách quan, phượng hoàng nhuyễn cân tán của ta có thơm không? Cô chuyện vừa nãy là sao vậy? Người của Tây Xưởng? Người của Tây Xưởng à? Vậy sao cô không chạy trốn? Nữ ma đầu, ta cảnh cáo cô, cô đừng có dùng nhan sắc mê hoặc ta. Chuyện vừa nãy không ai được nhắc lại. Cô nói gì? Ta nói chuyện vừa nãy không được nhắc lại. Cô nói được rồi à? Vừa nãy sạch nước, lại thêm lúc ở dưới nước quờ quạng lung tung, nên quyệt đạo của ta đã được giải. Chả trách, ta còn đang nghĩ ta đã sợ vào cái gì. Ta chỉ sợ ngươi dùng dãy quá mạnh, làm cho người của Tây Xưởng chú ý. Yên tâm đi, không có ai mê hoặc ngươi đâu. Không đúng, nhưng nếu người Tây Xưởng chú ý tới cô, chẳng phải cô có thể trốn thoát được à? Lại là đến tranh hàng cùng ta. Ta chính là binh phù. Cam thảo phố cơ bản không có nghĩa quân nào hết. Ta cũng không phải là tay chân của Tây Xưởng. Người bạn bách lý gì đó của ngươi là muốn bán ta cho Tây Xưởng để kiếm tiền. Nữ ma đầu, cô đừng hòng lừa ta. Ta là nữ ma đầu. Vừa nãy người của Tây Xưởng ở bên đó, ta muốn dụ họ đến dễ như trở bàn tay. Ta trốn cái gì chứ? Nhưng mà nữ ma đầu, ta tên Hà Thanh Anh. Tổng chỉ huy của Hà Gia Quân, Hà Tiến chính là phụ thân của ta. Từ khi Tây Xưởng làm loạn, đám quạng quan loại bỏ những kẻ không cùng phe, một tay che trời. Cả triều đình văn võ phẫn nộ mà không dám nói ra. Tất Trung Quốc một lòng muốn đoạt binh quyền. Cha ta bảo ta mang binh phù chạy trốn, chạy đến quan ngoại phối hợp với nghĩa quân đánh về Kinh Sư. Vì vậy Tất Trung Quốc treo thưởng cho cả giang hồ. Vì bách lý đại hiệp của ngươi chính là một trong những người giang hồ muốn có thưởng nhất. Bách lý đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, sao có thể là tay sai? Trên giang hồ làm gì có chuyện tuyệt đối như vậy. Ngươi chỉ là một tên thợ rèn, biết cái gì chứ? Giang hồ, giang hồ. Bây giờ cũng nói giang hồ, ông già cũng nói giang hồ, các người đều hiểu giang hồ. Giang hồ rốt cuộc là cái gì? Tại sao chỉ có ta không hiểu? Ta không thể thả cô đi, ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không giao cô ra. Ta sẽ giấu cô ở tứ cổ giao, tự ta đi về phía trước. Ta phải tới Cam Thảo Phố xem bách lý đại hiệp rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng mà nếu ông ấy không phải tay sai, ta sẽ giao cô ra. Nếu ông ấy là tay sai thì sao? Nếu ông ấy đồng ý chia tiền thưởng cho ngươi, ngươi có làm tay sai không?
Lã Tam Tư ta, tuyệt đối không. Không sao, không sao. Nào khách quan, trên lầu có chỗ đẹp, mời ngài lên lầu. Nào, mời mời mời. Trên lầu, nào, chăm sóc tốt chút nha. Được thôi, không sao, đều là khách giang hồ. Nào nào nào, chúng ta uống trước đi, uống trước đi. Nào, ngồi đi, ngồi. Khách quan ngồi đi. Nào, xin mời, uống nước trước. Lát nữa ta sẽ mang rượu ngon ra. Tiểu nhị, có ngay. Bà chủ của người đâu? Gọi bà chủ người ra. Khách quan, thật trùng hợp, bà chủ đang ở trên lầu bàn chút chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn à? Ta thấy bản thân bà chủ đã làm một mối làm ăn. Huynh đệ, nói ít thôi, ăn bánh bao đi. Nói nhiều sẽ biến thành bánh bao. Mấy người các người làm sao vậy? Bà chủ, vừa nãy ở trên lục đục cái gì vậy? Động tĩnh lớn như vậy. Lần đầu tới tiệm của ta à? Không biết tiệm của ta làm gì sao? Cô cũng không kiếm được gì cả. Các ngươi hãy cố bảo vệ đi. Khi nào ta phát tài rồi, các ngươi đều sẽ có thịt ăn. Khách quan, mời vào bên trong. Ăn nhiều uống nhiều nha. Bà chủ, ngô gạo tới rồi, có nhận không? Ngô gạo năm nay cũng thật là óng ánh quá đi. Có lấy không? Lấy nhiều vào. Đi một vòng, vẫn là tự mình dâng tới cửa. Vậy mới nói, hai vị khách quan. Khách quan, thất lễ không nên đón từ xa. Hai vị đến đây là nước lạ cái. Ở trọ thì phải có người bảo vệ. Người bảo vệ này, theo quy tắc giang hồ, người làm ăn đều phải chia tiền. Ta muốn một phòng tốt, yên tĩnh một chút. Một phòng, có đủ không? Đủ chứ. Như vậy không bất tiện à? Chắc là có. Nữ nhi giang hồ có gì mà bất tiện? Xem ta kìa, chính thất của người ta ở đây. Nhìn cái bộ dạng này là một con chim non à? Quá trà quan nhân thích non tơ. Cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi không phải một cặp. Huynh xem cái miệng này của ta kìa. Nhưng mà hai vị muốn đi về phía Tây à? Hay là đến từ phía Tây? Ta đến từ Tần gia tập. Thiếu hiệp quả nhiên hài hước. Đến từ phía Tây thì chắc là giao hàng đúng không? Ta cũng không phải giao hàng gì cả. Ta là... Không muốn nói thì không cần nói. Chúng ta đều là người trong giang hồ, trong lòng hiểu rõ. Cảm ơn. Bà chủ, ta muốn hỏi một câu. Đường đi về phía Tây có dễ đi không? Thời tiết như thế nào? Ở đây đang có bão cát lớn, giờ mà đi chắc chắn sẽ không thấy gì. Hai người nếu đã đến đây, chi bằng ở đây thêm vài ngày. Mời lên phòng tầng 2. Ở đây mọi người đều gọi ta là Lệ Nương. Hai vị có cần gì thì cứ tới tìm ta. Mấy trăm dặm quanh khu vực này chỉ có một quán ở Tứ Cổ Giao. Qua thôn này thì thật sự chẳng còn quán nào. À đúng rồi, sa mạc bão lớn, buổi tối sẽ ngủ không ngon. Ta đốt hương nén an thần. Nào, tới phòng rồi. Tiểu quan nhân, nếu như có cần bất cứ chuyện gì, nhớ gọi ta. Bà chủ, nếu ta không cho phép thì không được vào.
ta sẽ đi Cam Thảo Phố ngay, nhiều nhất là một ngày, sẽ biết được ngay lời cô nói là đúng hay sai. Lương Khổ ở đây, chờ ta. Ngươi hy vọng ta là người như thế nào? Nữ ma đầu hay là Hà Thanh Anh? Ta... Hà Thanh Anh. Hà Thanh Anh. Sao lại chóng mặt như vậy? Đôi quy ngương số khổ này lại còn diễn 18 lần tiễn biệt. Binh phù này là của ta chắc rồi. Con chim non, chờ ta mang ngươi đi lãnh thưởng, phát tài lớn. Ta đây sẽ dẫn tiểu quan nhân của cô sống tiêu dao vui vẻ. Binh phù đâu? Thật không ngờ tên yếu ớt nhà ngươi cũng lợi hại quá chứ. Hương này của cô so với của đại bá nhị bá còn kém xa. Vậy thì ta cho ngươi thêm một chút. Lợi hại như vậy à? Chúng tôi chỉ ở trọ một đêm, sao phải làm khó chúng tôi? Đã vào quán của ta thì là người của ta. Tiền và người ta đều lấy. Trừ phi ngươi là tay sai của Tây Xưởng. Quá ra tiểu quan nhân không phải đến từ phía Tây. Quá ra đúng là chạy trốn cùng với người thương rồi. Không sao, bây giờ ngươi đã là người của ta. Phượng Hoàng Nhuyễn Cân Tán này đúng là lợi hại quá đi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ra tay lúc ta đang bận. Dám làm hỏng chuyện tốt của ta à? Để xem ta có xẻo tên béo nhà ngươi thành tên gầy, đem tên gầy nhà ngươi đi làm bánh bao không. Vị khách quan này từ đâu mà đến? Đến đòi nợ. Tìm một nữ nhân yếu đuối như ta đòi nợ gì chứ? Đến báo ân tình hôm đó của hai người. Nếu không phải lão tử có lòng tốt mở cửa cho ngươi, ngươi sao có thể tập kích được hai bọn ta? Lòng tốt? Đừng tưởng ta không biết ngươi làm ăn buôn bán cái gì. Ta không quan tâm, cũng không hỏi đến. Nhưng mà giang hồ ân quán rõ ràng. Hà Thanh Anh, Hà Thanh Anh, cô tỉnh lại đi. Xảy ra chuyện rồi. Vậy thì hãy nợ cái mạng của ngươi. Đi, mau lên. Bách Lý Đại Hiệp, quá ra thiếu hiệp cậu cũng đang ở đây. Ta còn lo hát điếm này sẽ ra tay với hai người, nên dốc lòng tới ứng cứu. Nhìn thấy thiếu hiệp vẫn an toàn là được rồi. Tiểu thợ rèn, ngươi đừng tin lời của ông ta.
Đồ tay sai tay xưởng nhà ngươi, không ngờ lại phá được quỷ công của ta. Nữ ma đầu, ngươi hại người vô số, lẽ nào hôm nay còn muốn lừa dối tiểu thiếu hiệp? Thiếu hiệp làm vậy là có ý gì? Ông giải thích đi. Nếu như cô ấy là người của Tây Xưởng, vậy tại sao bọn họ lại treo thưởng bắt cô ấy? Còn nữa, trên người cô ấy tại sao lại có binh phù? Chuyện này là quỷ kế của bọn chúng. Tây Xưởng vì muốn lấy được lòng tin của Hà Gia Quân, cho nữ ma đầu này đóng giả người họ Hà, mục đích là để lợi dụng binh phù giả mê hoặc nghĩa quân, tùy ý Tây Xưởng sử dụng. Cậu có biết không? Ngươi đừng nghe lời của ông ta. Thiếu hiệp nhất định không được mắc mưu. Hay là mấy hôm nay ở cùng với nữ ma đầu đã động lòng rồi? Có thể cho ta gặp nghĩa quân được không? Có gì mà không được? Ta và cậu cùng tới Cam Thảo Phố là có thể gặp nghĩa quân. Ta phải gặp được nghĩa quân trước mới giao người ra. Thiếu hiệp, cậu vốn dĩ có cơ hội thành danh lập nghiệp trên giang hồ. Ta thậm chí còn nghĩ tới chuyện nhận cậu làm đồ đệ. Đáng tiếc, cậu làm ta quá thất vọng. Lẽ nào cậu đối xử với thần tượng của mình như vậy à? Ta hiểu rồi. Cuối cùng ta đã hiểu. Ông căn bản là kẻ giả mạo. Ông mới là người của Tây Xưởng, không phải Bách Lý Vô Ưu đệ hiệp. Tên ngốc nhà ngươi cuối cùng cũng tin ta rồi. Ngươi hại ta cả chặng đường, chịu bao nhiêu khổ cực, ngươi có biết không? Ngươi tự ý quyết định, suýt nữa làm hỏng đại sự của nghĩa quân. Ngươi làm sao bù đắp? Ta cái gì? Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Mặc kệ Bách Lý Vô Ưu nhịn tiểu ngàn dặm, độc trong người của ta đã được giải. Cho dù các ngươi liên thủ cũng chẳng làm khó được ta. Khốn kiếp, ở địa bàn của ta mà nói chuyện vui như vậy. Hôm nay hai ngươi đừng có mơ ai có được. 1.000 lượng bạc đó là của ta. Muốn nói thì tìm Diêm Vương mà nói. Đại Mạc Cô Tinh, ông già, ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, ngày đi nghìn dặm, đêm đấu tám hướng, ta chính là Bách Lý Vô Ưu. Nói với ngươi 103 lần rồi, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Ám chỉ rất rõ ràng, 103 lần đó. Nhưng mà sư phụ cũng không nói rõ, Bách Lý Vô Ưu chính là sư phụ. Nói cái con khỉ, ngươi không đoán ra được à? Thiên hạ có Bách Lý Vô Ưu, anh tuấn tiêu diêu, không ai dám mạo phạm như ta không? Ông già, đánh nhau, đừng có nhiều lời, được không? Không được. Ta đang dạy dỗ đồ đệ, liên quan gì ngươi?
Ai cho ngươi giả mạo ông nội đây chứ? Ngươi không xứng với giang hồ này. Con nói này, ông già Bách Lý, vì vậy năm kẻ ác ở sa mạc với lại chuyện Diêm Vương trại đều là sư phụ bịa ra à? Ngươi xem, ngươi lại không tin rồi. Chuyện này đương nhiên là thật. Ta là loại người tự mình giác vàng lên mặt à? Ta là Bách Lý Vô Ưu. Hai vị tiểu cô nương, các cô nói xem, danh tiếng của đại hiệp tiểu nữ đã nghe từ lâu, hôm nay mới gặp, đúng là phong độ hừng hực, khí thế ngất trời. Nói nghe rất hay. Ngươi xem người ta đây, ông là sư phụ của cô ấy, ông là Bách Lý Vô Ưu, đảm bảo là thật, không lừa già dối trẻ. Vậy tại sao ông lại đào tạo ra một đồ đệ ngốc như vậy? Cô nương này, cô là ai? Sao đến cả ta mà cũng phê bình? Ta là con gái của Tiền Cấm Quân Hà Tiến, Hà Thanh Anh, con cháu danh tướng. Lẽ nào cô chính là vị cô nương khiến đồ đệ ngu ngốc của ta liều cả mạng muốn chạy trốn cùng cô? Ông già, ta nhìn thấy là biết. Tối hôm đó ngươi cưỡi A Bảo dẫn tiểu cô nương vút chạy đi. Con lừa nhỏ như vậy, mang hai người lớn như các ngươi còn phải chạy nhanh như vậy, đúng là làm khó A Bảo. Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi đi cứu cả thiên hạ. Nói nghe rất hay, cái gì mà thế đạo không công bằng, cái gì mà bản sắc nam nhi, thì ra chỉ là tán gái mà thôi. Ông già, ông hiểu lầm rồi. Tán gái cũng rất tốt mà. Ta không phải nói với ngươi rồi sao? Lấy vợ sinh con mới là chánh đạo. Chạy. Người giang hồ không tin được. Một đám cá trên thớt, mau đem binh phù giao ra đây. Bổn đô sẽ tha chết cho các ngươi. Chuẩn bị. Bắn. Lệ nương, đi mau. Mập, 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 mập ơi, mập ơi. Gầy, gầy ơi, gầy, gầy ơi. Cái tên này của ngươi là ta đặt cho ngươi. Chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi hắn làm. Không được tỏ ra là anh hùng, thể hiện quy phong, giống như ta năm xưa. Cái gì gọi là giang hồ chứ? Người chỉ quan tâm tới sống chết của bản thân, không thể đến giang hồ được. Hãy nhớ, phải nhớ, trong lòng
chỉ cần có tình, có nghĩa ngươi có thể tự do ở trên giang hồ ngàn dặm mà không lo nghĩ, vạn dặm đều không bị mê hoặc. Ông già, không sao, ta bây giờ không có gì để dạy cho ngươi nữa rồi. Đại Mạc Cô Tinh, cuối cùng đã tìm được truyền nhân rồi. Nhận lấy, cầm lấy, ta cầm không nổi nữa. Chiếc búa này cho ngươi, nó đại diện cho tất cả sức mạnh. Ta bây giờ có thể yên tâm mà đi rồi. Ông già, ông già, ông già, còn ngây ra làm gì? Tiểu tử thối, vị trí muốn rèn nhất phải nhìn cho kỹ, phải một búa là trúng. Đừng có rèn mãi, ở bốn phía xung quanh gõ đi gõ lại, sắp thành bông hoa luôn rồi. Ta còn phải giúp ngươi sửa lại cho đều. Đại đứng đầu, người đến rồi. Ta đã đưa người đến, ngươi nói lời phải giữ lời. Ngẩng đầu lên để cho bổn đô xem. Binh phù ở trên người của ngươi, rượu mà Hà tướng quân lúc còn sống thích uống nhất là thiêu đao tử hay là trúc diệp thanh? Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn lừa ta sao? Người trong giang hồ không thể tin. Ca, huynh đệ ta nóng lòng lắm rồi. Huynh đệ, ta cũng nóng lòng rồi. Các huynh đệ, hãy để đám quản quan này biết, ai dám động vào đại ca của ta thì chúng sẽ không có kết cục tốt. Giết, giết.
đám thổ phỉ giang hồ. Đại Mạc Cô Tinh cuối cùng cũng có truyền nhân rồi. Uống thuốc nhất định không được uống rượu, nếu không công lực sẽ tăng gấp bội. Bảo bối của ta, Đại Mạc Cô Tinh. Người giang hồ không tin được. Người sống không phụ đường sa mạc, lúc chết mới biết phong ba hiểm ác. Nhưng đã lấy đời này làm mồi cho diều hâu, kiếp sau không làm khách giang hồ. Giang hồ, giang hồ là gì? Vậy tiễn huynh tới đây thôi. Tiễn tới đây thôi. Huynh có muốn đi cùng ta không? Ý của ta là huynh có muốn cùng ta gia nhập nghĩa quân không? Ta trước giờ luôn muốn hành tẩu giang hồ, đến bây giờ lại có chút nhớ nhung giang hồ nhỏ bé của Tần gia tập. Huống hộ sư phụ của ta còn để lại hai sư bá điên điên khùng khùng cần ta chăm sóc. Vậy đi đường cẩn thận. Đi đường cẩn thận. Ôm theo cái bô đi khắp thiên hạ. Giang hồ, giang hồ là gì? Người trong lòng có tình mới có thể tự do sống trong giang hồ, vạn dặm vô ưu. Vài năm sau, đứa trẻ này người ngợm kỳ lạ, vừa hay có thể thử thuốc mới. Nào cậu nhóc, qua đây. Đừng mà, đừng chạy, đừng chạy. Qua đây, là ta phát hiện ra trước. Ai bắt được thì là của người đó. Mau lên, mau lên. Người đứng lại, là ta phát hiện trước. Đứng lại cho ta, người không được tranh giành. Đứng lại cho ta. Xin hỏi có rèn binh khí cho nữ ma đầu không? Vậy phải xem là nữ ma đầu gì. Nữ ma đầu giết người phóng quả, chuyện ác gì cũng dám làm, không đội trời chung với huynh. Vậy không rèn. Vậy huynh rèn cái gì? Chỉ rèn cái bồ. Hành tẩu trên giang hồ, ngàn dặm vô ưu. Vậy xin hỏi rèn một cái bồ bao nhiêu tiền? Đó chính là Đại Mạc giang hồ của ta. Giang hồ Đại Mạc. Giang hồ, giang hồ, khai thiên đạo.
开始一倒，落地起来，正中撞声。我在，你拉是吧？在我手里，你就是队长。你这狗鼻子的，那你说我上下哪儿在响？ 身在江湖，都是性命相关。狗子姐，但我三个月的元素了。哈哈哈哈哈！对，欺骗我们欺骗我们冒犯职业的。我，你好。进打游戏。啊！他一个人大败了大漠五恶之后，人多势众算什么英雄好汉呢？有种你来找我单挑！ 你再去加一个，我们跳着来。飞多大锤？